Nhạc sĩ Lê Quang là cái tên quen thuộc của khán giả yêu mến âm nhạc Việt Nam của những năm 2000. Và thời gian qua thì nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng khi anh phải trải qua hai biến cố về sức khỏe. Một lần thì phẫu thuật tai biến mạch máu não và biến chứng tiểu đường, phải phẫu thuật cắt bỏ một chân. Đó cũng là cái lý do mà anh phải chăm sóc sức khỏe một thời gian dài ở Mỹ. Và mới đây thì anh có chuyến trở về Việt Nam. Và Việt Nam ngày mới hôm nay đã có cuộc hẹn cùng với anh. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ sáng nay nhạc sĩ Lê Quang. Nhạc sĩ Lê Quang là nhạc sĩ nổi danh giai đoạn 1997-2010. Anh từng tham gia chơi guitar trong ban nhạc Da Vàng Đình Đám và là người đứng sau rất nhiều bản hit trong suốt nhiều năm như Dòng Máu Lạc Hồng, Đi Về Nơi Xa, Lời Ru Tình, Miền Cát Trắng, Giọt Nước Mắt Cho Đời, có phần tạo nên thành công của các tên tuổi Đan Trường, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Quang Vinh. Lê Quang sáng tác đa dạng từ nhạc rock, pop, ballad cho đến các ca khúc hào hùng khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Anh từng nhận giải Mai Vàng dành cho nhạc sĩ vào năm 2002 và 2003, cũng như hàng loạt giải Làn Sóng Xanh từ năm 2003 cho đến 2007. Phương Thảo mến gửi lời chào đến quý vị khán giả của Việt Nam Ngày Mới, và bên cạnh Phương Thảo lúc này đó là nhạc sĩ Lê Quang, chính là khách mời của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Chào anh Lê Quang ạ. Chào Phương Thảo và cũng chào tất cả các quý vị khán giả của Đài Truyền hình Quốc hội. Như là cũng lâu lắm rồi anh mới trở về Việt Nam đúng không ạ? Chính xác là mình bao nhiêu lâu rồi anh ha? 4 năm. Cảm xúc đặc biệt nhất của anh đó là gì ạ? Nhớ nhà rồi, điều đặc biệt nhất. Và mình nhớ những người bạn đồng nghiệp của mình. Lâu quá không có tiếp xúc. Dĩ nhiên bây giờ này thời đại như thông tin thì có thể gặp nhau trên Facebook, có thể hỏi thăm, hồi xưa là bớt luôn á. Nhưng mà giờ mình cảm thấy nó gần lại. Mình nhớ, nghĩa là nhớ những cái sự tiếp xúc trực tiếp á. Mình cứ thấy mọi người ngồi nhau tự nhiên không có mình, trong đó mình cũng buồn chứ. Yeah. Thường là mình hay có mặt ở những cuộc đó. Đối với người xa xứ có lẽ 4 năm cũng không là gì đâu. Yeah. Nhưng mà đối với Lê Quang thì dài quá. Yeah. Quá dài. Anh nói một chút về 4 năm qua khi mà anh ở Mỹ, xa Việt Nam nó như thế nào ạ? Mình không định là sẽ ở lâu gì vậy. Mình thường thì Lê Quang đi đi về về, nhưng mà ở Việt Nam nhiều lắm. Công việc ở đây, tất cả mọi cái đều ở đây hết. Và chỉ có một lần này đi. Coi như là em nhạc sĩ xưa, ông có cái câu rất là hay. Một lần miên viễn xót xa. Sức khỏe Lê Quang cũng không tốt, là bắt buộc phải ở Mỹ theo dõi, không đi đâu được. Rồi sự cố đến, rồi dịch bệnh mấy năm nữa, thì là coi như là đường về nó tắt. Nó tắt một cách khách quan chứ không phải là mình chủ quan, đâu có về được đó. Về khó khăn quá, nên như là tự động là mình phải chấp nhận cuộc sống nó dài, xa nhà dài vậy. Dạ. Nhưng mà dù sao thì mình cũng trở về rồi. Nhưng mà nhắc lại một chút về 4 năm qua thì thật sự là những khán giả tại Việt Nam thì cũng rất là quan tâm đến nhạc sĩ Lê Quang, nhất là với cái vấn đề sức khỏe của mình. Anh trải qua tính ra là phải hai cái biến cố lớn liên quan đến sức khỏe đúng không ạ? Dạ. Bây giờ thì mình đã khỏe hẳn chưa ạ? Nói chung là khỏe. Dĩ nhiên là không chạy nhảy như ngày xưa được, không có lên sân khấu quậy đùng đùng như ngày xưa được. Thua rồi, cái đó là chịu rồi. Cái đó mình không thể nào mình làm được nữa, không có phép. Nói chung cũng phải tập làm quen. Lúc đầu thì khó khăn lắm, nhưng cuối cùng thì lâu rồi cái gì nó cũng phải qua thôi mà. Dạ. Hôm nay thì nếu mà mình nhắc lại, mình nhớ lại đi, thì anh thấy là cái sự cố mình xảy ra như vậy á, thì cái điều mà anh thấy nó khó khăn nhất, nó dường như là cái điều khủng hoảng nhất đối với mình ở thời điểm đó là gì ạ? Mình nghĩ khó khăn nhất của mình là khi biết tin mình phải bị như vậy, mình biết trước chứ không phải là không biết trước. Mình biết trước là phải như vậy thì mình phải lựa chọn giữa một cái chúng ta tiếp tục sống, và chúng ta giữa một cái là chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Và cái điều mà Lê Quang để mà khủng hoảng nhất đó là mình chấp nhận câu chuyện đó như thế nào. Lê Quang sợ rằng sao sự có nó, mình không chấp nhận nó là mình sẽ mang cái đó suốt đời. Sẽ
sẽ ngồi nghĩ về điều đó và không nghĩ được gì khác nữa đâu. Nếu mà nghĩ lúc nằm trong bệnh viện nghĩ là ủa đáng lẽ mình phải ngồi xe lăn suốt đời rồi ta. Tại Lê Quang là người lính mà. Người lính và Lê Quang ở trong một cái trại lúc rút quân từ Campuchia về nước thì Lê Quang được biên chế vào một cái trại thương binh ở Củ Chi. Và mình sống hàng ngày thương binh thành biết cái khó khăn của họ thế nào. Kiểu không tưởng tượng được. Không tưởng tượng. Nhưng mà họ vẫn sống. Dạ. Thì họ vẫn sống, họ một chân thì họ vẫn chống nạn họ đi. Và chính cái điều đó mình phải suy nghĩ tích cực hơn. Dĩ nhiên cái nỗi buồn ai cũng có rồi. Nhưng mà cuối cùng phải chấp nhận. Cái điều đó là suy nghĩ nhiều nhất lúc nằm trong bệnh viện. Thật sự là hồi nãy lúc mà trước khi mà mình vào cái set quay này nè, em nhìn thấy anh bước lên cầu thang xong rồi đi vào cửa, đi vào đây và vẫn đi lại được. Em cảm thấy rất là vui. Tại vì đúng là khi mà những người ở Việt Nam mà nghe tin của nhạc sĩ Lê Quang, chúng ta trải qua những cái vấn đề về sức khỏe nó khó khăn như vậy thì mọi người cũng lo lắng nhiều lắm. Dạ, ở cái thời điểm mà em còn bé xíu thì nhắc đến nhạc sĩ Lê Quang rất là nhiều, đặc biệt là gắn bó với tên tuổi của những nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam như một ông bầu, như một nhà sản xuất. Nhưng mà đúng là đến bây giờ thì em thấy rất là lâu rồi không thấy anh hoạt động về âm nhạc nhiều nữa. Thì không biết là trong thời gian tới thì anh có những cái dự định hay những cái mong muốn gì cho cái công việc này của mình không? Thì thật sự ra thì Lê Quang cũng theo dõi tình hình âm nhạc ở Việt Nam mà không biết nói gì sao, nhưng có mình vẫn hồi hận nói vui, không biết mình còn có hợp với cái kiểu suy nghĩ của các bạn bây giờ không. Nhưng mà mình vẫn nhìn mấy đứa em mình chẳng hạn như Mỹ Tâm, họ vẫn đứng vững mà, đúng không? Cái lửa nó hơi nguôi một chút, lửa nó hơi, nó không còn bùng cháy như ngày xưa nữa, nên vậy ta mới gọi là cuộc đời nó như một cái đô thị hình xin vậy mà, có lên nó phải có xuống. Thì mình đang nằm ở chỗ đó, mình đang ở chỗ nằm lặn xuống thì không biết khi nào nó trồi lên lại. Dĩ nhiên nó có thể sẽ có chứ không phải không có. Và cũng mong muốn lần này về để gặp lại mọi người, để mình lấy một chút năng lượng của các bạn. Mình tạo năng lượng cho mình khó quá. Nhưng mà nhiều khi là trở về Việt Nam lại có nhiều cảm hứng thì đúng không? Đúng rồi, chắc rồi. Anh về đây có mới có 3 ngày nhưng mà anh viết được nửa bài đó. Mà trong 4 năm á, là anh mới viết được có một bài vừa rồi, là bài năm vừa rồi là Festival Biển Nha Trang. Mình phải về như thế này để mình gặp mọi người, để mình nghe những câu chuyện, để mình nạp lại cái năng lượng. Rất là hy vọng rằng là anh Lê Quang sẽ luôn luôn khỏe. Và thứ hai đó là cái cảm hứng trong âm nhạc của mình nó sẽ sớm đi lên lại. Anh cũng mong vậy. Và khán giả sẽ có thể nhìn thấy anh, có thể trên sân khấu, có thể đằng sau sân khấu, nhưng mà nó sẽ là một âm nhạc rất là Lê Quang ạ. Trời, anh cảm ơn. Anh sẽ cố gắng. Và cũng cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành thời gian cho khán giả của Việt Nam Ngày Mới để chia sẻ những câu chuyện của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn Thảo và cảm ơn các quý khán giả đã lắng nghe buổi trò chuyện này. Và thưa quý vị, bây giờ thì cuộc trò chuyện của chúng tôi, Phương Thảo và nhạc sĩ Lê Quang cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi cuộc trò chuyện này. Xin chào tạm biệt ạ.